với 470 đại biểu tán thành, bằng 95,14% trong tổng số 472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết. Chiều 25 tháng 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Dưới đây là kết quả phiếu tín nhiệm thể hiện rõ số phiếu và tỷ lệ tương ứng với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp.